Ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kỹ thuật BSA xin kính chào các bạn. Video này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy in mực dầu photo BD628. Các bạn đã biết đây là chiếc máy in công nghệ Nhật Bản 16 tấc với các công năng tiện dụng như sau: tốc độ in nhanh, chất lượng in đẹp nhờ công nghệ Miro Piezo, in sóng chống sọc độc quyền của motor, sử dụng mực dầu bền màu, mực in kháng nước 100%. Sau khi đã kết nối máy in với nguồn điện, ta bấm nút nguồn trên máy. Tiếp theo ta kết nối máy in với máy tính bằng cáp mạng. Kết nối thành công, ta bật trình điều khiển MSM trên máy tính. Với phần kết nối này, các bạn có thể xem video hướng dẫn kết nối trình điều khiển MSM. Khi trình điều khiển và máy in đã giao tiếp thành công, ta bắt đầu test máy trước khi in sản phẩm. Với từng loại vật liệu in mà bạn chuẩn bị, ta có thể test các thông số như test đầu in, test nhanh nhiệt độ hỗ trợ làm khô mực in của máy. Cuối cùng, ta xuất file cho máy và bắt đầu in. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất từ BSA. Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ 1900 633 921 hoặc đến địa chỉ 118 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm sản phẩm trực tiếp. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.